Hello tất cả mọi người, hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 10 ha. Thì đây là em giới thiệu cho các anh cái con lợn truyền ha. Thì anh em thợ bẫy ở bên em cách tên nuôi nó cũng được 4 đến 6 tháng rồi. Chim này thì đã ăn cám và đã hót rồi ha. Bé này thì cái nết chơi đập đuôi rất là tốt. Nó là chim truyền nha mọi người nha. Nó hơi tối chút xíu để em bằng bằng cái áo ra. Chim rất là đẹp, nói chung mở áo lồng ra treo lên thì nó không có nhảy, do là em đang ngồi kế bên, em cầm điện thoại em quay dí sát vô cái lồng cho nên là nó hơi nhảy thôi, chứ còn bằng áo lồng ra phơi nắng rồi này nọ ấm táp rồi đứng đập đuôi rất là tốt. Đó, thì chim này giá là 600 ngàn nha mọi người nha, trẻ lựa truyền trống chim Nam Cát Tiên đó, chỉ có một bé chim thuộc này thôi. Rồi còn hai thùng kia là chim ở bên Đắk Nông, em mới chạy đi lấy về đây. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em ra chim, mà trước khi ra chim em lấy kích thước, tại vì hình như là có lửa mái đuôi dài thì phải, em thấy thằng em nó nói như vậy. Rồi để em kiếm cái thước cái đã, cái thước không biết dục đông mất tiêu rồi. Ok, thước mất tiêu rồi. Rồi để lại luôn đi. Này lửa nè, mùa này mưa gió bão bùng ảnh hưởng gì áp thấp nhiệt đới rồi tùm lum tà lá hết, cho nên là chim nó rất là ít. Thì khi nào mà em hết chim thì thường em sẽ khóa máy điện thoại ha, mong tất cả mọi người thông cảm. Chim về rất là ít đó, cho nên mà để điện thoại nhiều á, nhiều người gọi nghe nó cũng nhức đầu lắm. Nhiều người gọi mà cứ gọi hết chim, mấy anh gọi mấy anh hỏi mấy anh cũng bực nữa chứ đừng có nói. Cho nên là lúc nào em hết chim là em sẽ tắt máy nha mọi người nha. Wow, lửa mép này. Chim rất là đẹp luôn ha, bản đuôi rất là lớn. Đó, chim này thì giá là 300 ngàn nha mọi người nha. Rồi bé đầu tiên. Đây trống nữa nè. Wow, mái. Chim mái ha, mái này đuôi 12 mấy hay 13 gì, kích thước đâu chút chút xíu đâu mất tiêu rồi. Để chút xíu em kiếm cái thước em đo lại rồi em báo lại mấy anh ha. Lửa mái ha, đuôi cũng tương đối dài, bạn đuôi lớn. Mái đó như sắp đẻ sao không biết, sắp đẻ không hay do nó mập, nó ngoài rừng nó được ăn đồ nhiều nó mập ú nù quá. Rồi còn sâu mà đó, chim này thì giá 300 ngàn nha mọi người nha, móng đầy đủ hết, chim mép nè, bé này đuôi tôm. Chim này em không có đo đuôi mọi người, chim đuôi ngắn và chim mép thì giá 300 ngàn, không đo đuôi. Rồi hết rồi, trong này toàn sâu không ạ. Bây giờ tới thùng này thì có lẽ là thùng chè than ha. Lúc nào em hết chim là em tắt máy nha mọi người nha. Em hết chim là em tắt máy, mong mọi người thông cảm. Trong clip em quay lúc nào cũng vậy, em cũng phải nói hết đó. Tại nhiều anh gọi cho em không được, la ông sầm mà. Wow. Than mép. Móng đầy đủ hết nha. Chim này chắc nó hơi hơi tông lòng hay sao nè, nó bị hay là nó mổ nhau trong thùng nè, em nghĩ là nó mổ nhau trong thùng chứ chim này đâu có nuôi lồng đâu. Đó, chim này thì giá 350 ngàn nha mọi người nha. Đó, các anh để ý ha, những cái con than mà các anh nhìn cái phần bụng phía dưới này mà nó phẳng, mà nó nhỏ, nó phẳng lì như thế này nè. Đó, những cái con chim mà các anh nuôi nó ra lồng nhìn nó rất là đẹp luôn. Đây, chè than này 350 ngàn nha, bé đầu tiên, chè than đầu tiên nha.
Để em bắt nó ra hết xong rồi chút xíu em sẽ quay lại cho mấy anh xem, tại vì hôm nay rất là ít chim, này chỉ có mấy con chim thôi. Trời ơi, bé là đúng chim hót luôn nè. Bắt ra nhìn cái mặt đúng chim hót luôn. Giỡn chơi với mấy anh chứ trẻ than thì con nào nó cũng hót đá hết ha, con nào nó cũng hót hết, nuôi nó lâu năm thì nó cũng hót thôi, nuôi nó có tuổi lòng là nó cũng hót à. Mà mấy con này nuôi chim ở bên em lấy về nó rất là mau chơi ha, nó giống như các anh tham gia trên cái group chat ở trên Telegram của em cũng biết rồi, có nhiều anh cũng mới biết chơi mua về 2 3 ngày là nó cũng hót luôn rồi đó. Cho nên chim ở đây con bé này đầu rất là gấu, bé này gấu lắm. Đó, bé thứ hai ha, chim trống thứ hai 350.000 nha mọi người nha, trẻ than mép mùa này nó hết chim truyền rồi. Con này chim gì mà nó nhỏ nhỏ à, chim mái. Wow, chim mái ha, mái này nhỏ xíu à. Xíu xíu à. Hôm nay như cái điện thoại nó có vấn đề gì à? Quay nó cứ mờ, nhưng mà chắc không sao đâu, vẫn thấy rõ. 1 2 3 3 bé rồi. Sáng em phải chạy mãi ra ngoài Bình Phước em lấy chim được. Đuối thì chứ. Trời ơi, bữa nay chỉ đâu mà có 2 cặp. Không mái xòe ha. Móng đi đủ hết nha mọi người nha. Đấy, chim mép ha, giá là 150.000. Chim nào mép cũng vàng khè hết. Rồi, lắc xí ngầu rồi, rồi hết rồi. Vậy là hôm nay là chỉ có 2 trống 2 mái chích chòe than nha, hai chích chòe than trống và 2 chích chòe than mái. Lửa trống thì có một bé chòe lửa anh em có tên là chim thuộc, còn chim này là ở bên Đắk Nông ha. Đó thì có 2 bé trống và 1 bé mái. Bé mái hình như đuôi gần 13 hay 13 gì đó, chút xíu em sẽ đo lại. Nếu mà chim đuôi 13 thì giá là 300.000. Đó, 12 mấy thì 250. Rồi, giờ em sẽ quay cho các anh xem ha. Bé chòe than đầu tiên. Bé số 1 ha. Rồi. Đây là bé trống thứ hai, bé mà em nói cái đầu đầu mặt nó đẹp đẹp á là bé thứ hai. Đó, có số ha. Bé này rất là tỉnh ha. Bé này tỉnh lắm. Đó, xè lên thấy không? Chim rất là mau chơi. Rồi bé này là bé than mái ha. Đây, than mái. Ở đây cũng là than mái. Rồi, đó chỉ có vậy thôi. Tổng cộng là có 7 bé, 8 bé thôi. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là bình an và mạnh khỏe trong cái mùa đại dịch.